Xin chào các anh đam mê audio, rất cảm ơn các anh đã theo dõi và ủng hộ em Hồng Anh trong suốt thời gian qua. Các anh có nhu cầu chơi vui lòng đăng ký cũng như là theo dõi, kết bạn với em Hồng Anh qua số điện thoại 086-688-0998 để được em hỗ trợ, tư vấn và phục vụ theo đúng cái nhu cầu mà các anh mong muốn nhé. Xin cảm ơn các anh. Hôm nay xin phép được giới thiệu với các anh một cặp dây tín hiệu phải nói là rất may mắn. Xin nhắc lại là rất may mắn mới có thể mua được cặp dây tín hiệu Not Dot Black Canine, dòng dây tín hiệu cổ và đã ngừng sản xuất từ lâu các anh ạ. Em bảo may mắn bởi vì em mua được cặp dây trong tình trạng là mới nguyên hộp, chưa sử dụng, mặc dù là dây đã ngừng sản xuất và là dây cổ các anh nhé. Not Dot thì có lẽ là các anh cũng đã biết đến cái thương hiệu này rồi, gần như là ai chơi âm thanh đều biết đến thương hiệu Not Dot của Mỹ, hàng chuẩn xịn và bảo hành xịn trọn đời, các anh yên tâm sử dụng. Not Dot ở trên thị trường thì rất nhiều hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng mà cũng rất nhiều anh em chơi rất khó lòng để có thể phân biệt được là đâu là hàng xịn và đâu là hàng không xịn. Dòng Black Canine là một dòng rất hay và là phiên bản limited các anh ạ, bản giới hạn, số lượng rất hạn chế mà hãng đã từng sản xuất ra, mới chưa sử dụng các anh nhá, chưa cắm rút. Là anh nào may mắn được sở hữu cặp dây này thì thật là một điều tuyệt vời, đẹp 100% nên không cần phải hỏi là em là dây có đẹp hay không các anh ạ. Tất nhiên là em có cả những cặp dây không hộp để cho phục vụ các anh nhé, nên là các anh cần chơi theo kiểu nào em cũng đáp ứng được, yên tâm chơi. Dây dài 1 mét và là kết nối RCA Black Canine Interconnect, dây Mỹ các anh ạ. Hộp rất là đẹp, rất là an toàn. Tí nữa em sẽ cho các anh xem dây. Độ tinh khiết của cặp dây lên đến 99.9999% các anh nhé. Hãng cũng có những cái giới thiệu để các anh mua về tham khảo nghiên cứu. Đấy, bản limited các anh ạ. Tốc độ truyền dẫn này bằng 90% tốc độ ánh sáng và điện cảm giảm từ 3 đến 10 lần, giúp cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái, nghe lâu mà không cảm thấy mệt mỏi. Một sợi dây hay là một sợi dây khai thác được hiệu quả tốt nhất của hệ thống. Trước hết là phải dây chuẩn xịn cái đã các anh ạ, giúp cho hệ thống phát huy được thay vì là còn làm giảm chất lượng của hệ thống đi. Not Dot Black Canine. Em sẽ đây, nó bên trong nó còn có một cái vỏ để xếp dây. Em để gọn sang một bên. Nhân vật chính của chúng ta trong clip ngày hôm nay, dây tín hiệu Black Canine, dây khá lớn bằng với lại kích thước của dòng Blue Heaven và lớn hơn với lại kích thước của SolarWing. Gần như chất âm của dòng này thì không phải bàn cãi gì nữa các anh nhé. Em nghĩ là kể cả với những khách hàng khó tính mà em đã từng tiếp xúc thì đều cho những cái câu trả lời hài lòng vì những gì cặp dây đem lại. Nó đó là thương hiệu lớn, rất lớn rồi. Bây giờ những cái sản phẩm đời mới của nó thì không hề rẻ và chỉ dành cho giới siêu giàu các anh nhé. Được chơi Not Dot với lại chi phí bình dân nhất là điều mà anh em audio nào có lẽ là cũng mong muốn. Đẹp, không tì vết, chữ nghĩa đầy đủ, đầu giắc còn chưa từng cắm rút, được tiếp xúc mạ vàng cho kết nối được tốt nhất. Cam kết với các anh là dây chuẩn xịn chính hãng, bảo hành xịn trọn đời, cho các anh yên tâm chơi là dây xịn các anh nhé. Với những anh em mà cần dây tốt thì đây có lẽ là một sự lựa chọn.
rất phù hợp với cái mức chi phí thấp cơ anh ạ. Dòng này lõi đồng cơ anh nhé. Em có cả Blue Heaven nữa, cũng là một trong những dòng đã ngừng sản xuất rồi. Thì các anh có thêm cái sự lựa chọn trong dòng dây tín hiệu của nó đó. Tất nhiên rằng là với những anh chưa cần thì nó là bình thường, nhưng với những anh mà cần ấy, thì đôi khi một chút may mắn mới có thể mua được những cái dây như thế này nhé. Là anh nào mà nếu cần có dự định hay là cần sắm trước thì nên sưu tầm sớm để tránh bỏ lỡ những sản phẩm thật sự tốt như thế này. Rất vui vì mua được.